Mến chào quý khán giả đang đến với bản tin chuyển đổi số. Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Sau đây, mời quý khán giả cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin chuyển đổi số ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai giải pháp điểm danh học sinh bằng vân tay. Đây là giải pháp tối ưu và mang đến hiệu quả cao, cũng như đảm bảo an ninh và hệ thống được vận hành một cách đơn giản. Điểm danh bằng nhân tay là một cách vô cùng tiện lợi, nhanh chóng và chính xác, giúp nhà trường quản lý học sinh của mình một cách chặt chẽ và khoa học nhất, giúp nhà trường giảm được một lượng lớn thời gian thay cho việc điểm danh bằng miệng. Nó cũng khắc phục tình trạng kẻ xấu xâm nhập vào môi trường học đường. Giải pháp điểm danh bằng máy dân tay giúp tự động hóa rất nhiều thứ trong môi trường trường học và đảm bảo an ninh tốt nhất cho học sinh. Vì chúng được tích hợp với kiểm soát ra vào bằng dân tay, Đồng thời hệ thống máy điểm danh nhân tài còn giúp tạo dựng ngôi trường học tập chuyên nghiệp hiện đại, giảm bớt các công việc thủ công cho giáo viên. Để tiết giảm chi phí thời gian cho tổ chức cá nhân, đồng thời tăng cường sự công khai minh bạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh khuyến nghị tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính nói chung và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sở sẽ thí điểm tiếp nhận trực tuyến đối với hồ sơ các thủ tục hành chính sau: tiếp nhận, ra soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương, tiếp nhận, ra soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương, thông báo thực hiện khuyến mại, thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp. Trường hợp tổ chức cá nhân tới bộ phận một cửa nộp trực tiếp hồ sơ, sở sẽ bố trí nhân sự, tài liệu, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa triển khai cung cấp dịch vụ điện trên nền bản đồ số Google Maps thông qua website và ứng dụng EVN CBC chăm sóc khách hàng. Bước đầu áp dụng, công nghệ này được khách hàng ghi nhận đánh giá tốt từ tháng 8 năm 2023, EVN CBC tích hợp công nghệ bản đồ số Google Maps vào website và app chăm sóc khách hàng, một bước tiến quan trọng trong việc tạo sự thuận tiện nâng cao trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng suất lao động trong các nghiệp vụ liên quan. Cụ thể, chương trình được áp dụng cho hai dịch vụ, cấp điện mới hạ áp và thông tin xử lý sự cố điện. Điểm đặc biệt của chương trình là khi khách hàng chọn báo mất điện hoặc đăng ký mua điện từ giao diện web app, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị địa chỉ trên nền bản đồ Google Maps mà khách hàng đăng ký ban đầu, từ đó xuất hiện danh sách và hình ảnh các cột điện gần nhất để khách hàng lựa chọn vị trí thích hợp, điền thông tin yêu cầu và làm theo trình tự được hướng dẫn để hoàn tất dịch vụ. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027. Lễ ký kết được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính từ trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đến điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát Nhân dân từ Trung ương đến địa phương. Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tập đoàn VNPT được ký kết giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030 gồm 3 nội dung: phối hợp triển khai quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phối hợp xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 và các đề án dự án liên quan đến công nghệ thông tin trong thời gian tới. Hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân như giải pháp phát triển hạ tầng số giải pháp phát triển dữ liệu số đề xuất các giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn an ninh mạng và các ứng dụng dịch vụ số ngành kiểm sát nhân dân đề xuất giải pháp xây dựng trung tâm giám sát và điều hành thông minh trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng trung tâm điều hành mạng trợ lý ảo cho kiểm sát viên bàn làm việc số Thưa quý vị, tháng 10 tháng tiêu dùng số là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động của tháng hành động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 hàng năm. Tháng 10 tháng tiêu dùng số năm 2023 tập trung vào việc thúc đẩy tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị phục vụ nhu cầu xã hội. Có hoạt động của tháng 10 tháng tiêu dùng số năm 2023 chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến doanh nghiệp không giới hạn doanh nghiệp trong và ngoài nước nỗ lực đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số xây dựng nền tảng số phục vụ người dân cung cấp sản phẩm dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội có những chính sách ưu đại thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn từng người kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến mua sắm trực tuyến thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ rủi ro trên môi trường số người dân thụ hưởng những chính sách ưu đại khi sử dụng sản phẩm dịch vụ số. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển đổi số hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào số phát sóng tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!